Bây giờ tôi xin giới thiệu với các anh chị về cuộc thi quay video mô hình VNEN tại lớp tập huấn của chúng ta. Mỗi nhóm sẽ quay một đoạn clip dài khoảng 2 đến 3 phút với chủ đề là lớp tập huấn của các anh chị. Nội dung video phải phản ánh được cái quá trình tập huấn là của lớp mình, và sau đó thì mỗi lớp sẽ tự tạo một tài khoản trên YouTube và tải video vào tài khoản trên youtube.com theo như hướng dẫn mà tôi vừa trình bày. Cách đặt tên tài khoản để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi là chữ VNEN, sau đó là đến tên cụm tỉnh, rồi tên lớp của chúng ta, rồi đến ngày tháng năm đầu tiên của lớp tập huấn của chúng ta. Ví dụ chúng ta sẽ đặt tên cái tài khoản đấy là VNEN gạch ngang Lào Cai 5 gạch ngang 060715, có nghĩa là tài khoản VNEN cụm tỉnh Lào Cai lớp số 5 và ngày bắt đầu tập huấn là mùng 6 tháng 7 năm 2015. Các video sẽ phải tải lên trên cái tài khoản này trước 9 giờ tối ngày thứ 3 của ngày tập huấn. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các anh chị những bước cơ bản quay video lớp học VNEN. Hy vọng chúng tôi sẽ được xem những video có chất lượng của các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các anh chị. Lần trước tôi đã hướng dẫn các anh chị cách quay video lớp học VNEN và tải video đó lên trên YouTube. Hôm nay tôi xin giới thiệu về cách đánh giá các cái video về mô hình VNEN mà các anh chị đã tạo. Video phải cho phép chúng ta phân tích được các cái điều kiện diễn ra hoạt động giáo dục, ví dụ như lớp học, môi trường học tập, học theo nhóm hay là việc sử dụng tài liệu trong một lớp học VNEN. Các yêu cầu đối với video là nó phải có cái tính thống nhất và phù hợp với mô hình VNEN. Chủ đề của video là mô hình trường học mới của Việt Nam, GPE VNEN. Nội dung của video là các hoạt động dạy và học của mô hình GPE VNEN. Về quá trình thì video phải phản ánh một cái quá trình từ đầu đến cuối của một hoạt động nào đấy trong mô hình, có nghĩa là một hoạt động hoàn chỉnh. Về yêu cầu kỹ thuật thì video dài khoảng 3 phút, rõ nét về hình ảnh, rõ tiếng, có sự tham gia của các đối tượng khác nhau. Người tham gia video trông tự nhiên và không gò bó. Tôi xin nhắc lại một chút về cuộc thi video VNEN tại cụm tỉnh. Các anh chị đã xem video hướng dẫn cách chỉnh sửa video dùng phần mềm Windows Movie Maker. Chủ tịch hội đồng tự quản đã điều hành việc quay video và upload lên mạng. Và mỗi nhóm trong lớp đã quay một video của lớp tập huấn VNEN, trong mỗi video dài khoảng 3 phút để dự thi. Thời hạn tải các video này là trước 9 giờ tối ngày thứ tư của ngày tập huấn. Như vậy, các anh chị đã tiến hành quay video và tải video lên mạng để tham gia cuộc thi quay video tại lớp tập huấn cụm tỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái việc đánh giá các video này. Thì ban giám khảo sẽ được thành lập để tiến hành đánh giá các video, và các thành viên của ban giám khảo chính là đại diện cho các nhóm ở trong lớp. Chúng ta sẽ lựa chọn ra 3 video tốt nhất của lớp để trình chiếu tại lớp vào cái buổi gần cuối. Và căn cứ vào tiêu chí đánh giá và phiếu chấm điểm thì các thành viên của ban giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm và công bố kết quả các video xếp hạng nhất, nhì, ba. Về tiêu chí đánh giá thì chúng ta sẽ có 5 tiêu chí để đánh giá các video của lớp mình, và cái mức độ đánh giá là 3 mức độ từ thấp đến cao. Tiêu chí đầu tiên chính là chất lượng video. Nếu như hầu hết hình ảnh bị mờ, tiếng, âm thanh không rõ hoặc ồn, một số chuyển động bị thừa hoặc là hình bị zoom, lựa chọn góc quay, cảnh quay không hiệu quả thì đây là cái video chỉ đạt được chất lượng thấp. Nếu như chúng ta có những video chất lượng tốt hơn là có hình ảnh tốt, tiếng rõ, không bị rung, chọn được góc quay, cảnh quay tốt thì tạm chấp nhận. Tuy nhiên, những cái video mà chúng ta có thể chọn